sự lựa chọn phù hợp nhất is the most suitable. Is the most suitable. Đấy là một cái bài nói. Các em nhìn này, nó khá nhiều câu râu ria rườm rà, đúng không? Những câu học thuộc lòng. Đấy, những câu học thuộc lòng, các bạn lưu ý này. Đấy. Sau I'm going to talk about là chúng ta sẽ nói lại, đúng không? Nhắc y nguyên cũng được cái tình huống ở trong bài. Tôi nghĩ rằng cả ba sự lựa chọn gì gì đó, đúng không? Đều nghe có vẻ hợp lý. Cá nhân tôi mà nói, thuộc lòng những câu này. Đó. Phương án thứ nhất và phương án số 2 không tốt cho sức khỏe. Đúng chưa? Nói tóm lại cái gì đó is a bad choice. Đây này. Đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi bạn đọc nhẩm cho cô giáo cái bài này nào. Các bạn đọc nhẩm, đọc theo, đọc nhẩm cái bài này. Cô giáo để màn hình như này các bạn. Đọc 1-2 lượt đi. Xong chưa? Chúng ta lưu ý có một số từ chúng ta phải phát âm cho nó chuẩn nha. I am going to talk about talk mà take đâu nha. I am going to talk about the situation. Your brother would like you to give him some advice on how to lose weight. I think that's all the three options. Skip meals. Use drugs and exercise regularly. Sound reasonable. Personally, I believe that the last option, exercise regularly, is the best choice because it is very useful. People can relax
reduce stress and improve their health. Improve their health and burn calories fast. It also helps people become stronger and prevent diseases or health problems. The first option, skip meals, and the second one, use drugs, are not good for health. To sum up, the last option, exercise regularly, is the most suitable. À, ở đây chúng ta lưu ý, cô giáo quên là cái nào là phù hợp nhất cho cái anh trai của bạn này, đúng không? Vậy thì mình phải nói là cho anh ý mới được, đúng không? Đấy, chỗ này không phải là people nữa mà phải là he can, đúng không? Anh ta có thể, đúng không? Xong nếu mà câu dễ, chỗ này chúng ta có thể chuyển thành he, cứ he can, được hết. He can become stronger and prevent health problems. Cái từ disease này các em có thể là hơi khó phát âm và khó nhớ. Các em có thể dùng từ health problems. Prevent có nghĩa là ngăn chặn. You know? Đấy. Chúng ta có situation. Situation. Options. Options. Sao. Reasonable, no? personally, you know? believe, no? exercise regularly, best choice, no? Suitable, the most suitable. Bài số 2 chúng ta sẽ làm theo kiểu như vậy, đúng chưa? Đến phần số 3. Phần số 3 là phần khó. Phải nói thật là nhiều khi ấy, các bạn đọc cái đề bài có khi các bạn còn không hiểu nó nói về cái gì. Bây giờ các bạn thử đọc cái tình huống cái bài này xem là các bạn có hiểu không nhá. Các bạn tự nhìn này, các bạn đọc cái sơ đồ này xem các bạn có hiểu cái gì không? Chúng ta nhìn cái dòng topic nha. Online shopping is a convenient way for people to buy things. The convenient, hôm qua các em đã học rồi, đúng không? Từ này có nghĩa là thuận tiện, đúng không? Nó bảo là mua sắm online thì là một cái cách thuận tiện
để cho mọi người có thể mua đồ, đúng không? Chúng ta có nhìn cái sơ đồ này, cái ô ở giữa là online shopping, đúng không? Mua sắm qua mạng. Cái ô thứ nhất là time saving, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm thời gian. Always available, hàng hóa luôn có sẵn, đúng không? Chính xác luôn, hàng hóa luôn có sẵn. Tức là có mình có thể lấy luôn được ấy, nó gọi là available. Competitive price có nghĩa là giá cả phù hợp, cạnh tranh. Competitive đấy, là cạnh tranh. Price là giá cả. Đấy, nó cho mình ba ý cho sẵn này. Và một cái ô ở đây là mình sẽ phải đưa ra một cái ý kiến của mình, của bản thân mình về cái sơ đồ này. Và dưới này chúng ta sẽ có ba câu hỏi này. Vậy thì các bạn nhìn vào đây, các bạn có hiểu là chúng ta bây giờ sẽ phải làm cái gì không? Chúng ta sẽ phải đi phân tích ba cái ý mà người ta đã cho sẵn này. Nói ra thì đội thi B1 không có khả năng phân tích. Mình nói thật luôn như thế, không có khả năng phân tích. Các bạn dựng được câu đã là tốt lắm rồi. Và cái phần này nó là phần khó. Tuy nhiên cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn những cái cơ bản, yêu cầu cơ bản của nó các bạn đều có thể làm được. Nó mang tính chất lắp ghép là chính thôi, chưa có phải đưa ra ý này ý kia đâu. Và cái cách trả lời ở phía dưới ấy, nhiều câu hỏi, ba câu hỏi phía dưới này, nhiều câu hỏi chả hiểu nó hỏi cái gì vẫn trả lời được trong chừng mực của đội thi B1. Được chưa? Rồi, thế bây giờ cô giáo cho các bạn thời gian để các bạn thành lập câu với những cụm từ này. Ví dụ từ thứ nhất là time saving, tiết kiệm thời gian. Mua sắm qua mạng, tiết kiệm thời gian. Đó, với hai cái từ như thế này thì chúng ta sẽ thành lập câu kiểu như thế nào? Các bạn có thể nháp ra từ nhá. Trước đi đã. Ôi. Ôi. Thế này là bài nói này mình phải nói cả ba phần nè cô. Có chứ. Vậy là bắt buộc phải nói cả ba phần đúng không ạ? Đúng rồi. Nó cái bài thi này nhá, nó thiết kế cho cả ba trình độ B1, B2 và C1. Thì mình làm được hết sức có thể, mình làm được đến đâu thì mình làm. Chứ không phải là cái bài nói này nó có phần 1 là cho B1, phần 2 cho B2 và phần 3 cho C1 đâu. Tất cả đều làm hết. Được bao nhiêu điểm người ta tính bấy nhiêu. Và cái phần nào mình làm được thì mình phát huy tối đa, bởi vì điểm nó sẽ chia trung bình mà. Kể cả một kỹ năng nào đó được không điểm mà ba kỹ năng còn lại gánh được điểm thì các bạn vẫn qua. Kể cả nghe được không điểm đấy, nhưng nói mình cao, mình bù nó vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào. Câu đầu tiên này, khi vào phần số 3, câu đầu tiên chúng ta học thuộc lòng, chúng ta nói câu sau. I am going to talk about the topic. I am going to talk about the topic. Câu thứ nhất. Câu thứ hai. Chúng ta nhìn cái dòng đằng sau the topic này, xem nó đang ở dạng câu hoàn chỉnh chưa. Nếu mà nó đã ở dạng câu hoàn chỉnh rồi thì chúng ta chỉ việc đọc lại cái câu này thôi. Chỉ việc đọc lại cái câu này thôi. Đó. Rồi. Đấy là câu thứ nhất nha. Câu thứ hai, bắt đầu chúng ta đi phân tích các cái ô như thế này. Ô như thế này. Rồi, ô thứ nhất chúng ta vào trước hết. Chúng ta không nên quên rằng chúng ta sẽ học thuộc lòng một số các cụm từ, ví dụ trước hết chúng ta không nên quên rằng, thứ hai sự thật là, thứ ba chúng ta không thể nào phủ nhận rằng, những cụm từ đấy chúng ta học thuộc lòng. Ví dụ cái ô thứ nhất chúng ta sẽ bắt đầu bằng firstly, we should not forget that. Firstly we should not forget that. Trước hết chúng ta không nên quên rằng. Rồi, và chúng ta nhìn này. Time saving là cái tiết kiệm thời gian, đúng không? Và chúng ta bảo là mua sắm qua mạng thì time is time saving.
Từ time saving này nó đang ở dạng tính từ, giống như từ available này nó cũng là tính từ. Thế nên là mình có thể để chủ ngữ của nó là online shopping, mua sắm qua mạng thì tiết kiệm thời gian is time saving. Đấy. Online shopping is time saving. Trả lời được như thế là tốt lắm rồi. Bây giờ đến ô thứ hai, chúng ta bảo là thứ hai, secondly, sự thật là it is the fact that nó, thứ hai, sự thật là always available, luôn luôn có sẵn, đúng không? Chúng ta không nói là việc mua sắm qua mạng luôn luôn có sẵn, mà chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Cái hàng hóa, đúng không? Hàng hóa hoặc là đồ. Nếu chúng ta không biết cái từ hàng hóa trong tiếng Anh nó là gì thì mình có thể nói là gì nhỉ? Mọi thứ đều có sẵn. Đó. Secondly, it is the fact that, you know, khi chúng ta mua sắm qua mạng, đúng không? We, chúng ta mua sắm qua mạng, when we shop online, đúng không? Shop online, when we shop online. Sự thật là khi mà chúng ta đi mua sắm qua mạng ấy, đúng không? Thì hàng hóa chúng ta có từ goods always available. Rồi. Ý cuối cùng chúng ta bảo là finally. Cuối cùng chúng ta không nên phủ nhận rằng we cannot deny that. Đó, cuối cùng chúng ta không thể nào phủ nhận rằng, đúng không? Giá cả khi chúng ta đi mua hàng online thì giá cả nó rất là cạnh tranh, đúng không? Chúng ta có thể lấy chủ ngữ của nó chính là từ price. Bài này nó hơi lộn xộn. Này, that the price is, đúng không? Competitive. Đó. Cuối cùng chúng ta không thể nào phủ nhận rằng giá cả ở đây rất là cạnh tranh. Và bây giờ đến cái ô cuối cùng là ô ý kiến của riêng mình. Các bạn thử chat vào cái phần chat, các bạn đưa ra ý kiến của các bạn cho cô giáo xem. Mạng bị giật à mọi người ơi? Có thể là cái... Mọi người nghe rõ không? Vẫn bình thường quá. Thế thì chắc là do mạng của nhà các bạn ấy. Cái ô này ấy, cái hướng khi chúng ta đưa ra ý kiến ấy, thì chúng ta có thể đi theo các cái hướng như thế này này. Hướng thứ nhất là chúng ta đi thuận chiều. Cái bài này ấy, chúng ta tưởng tượng là chúng ta nói về các cái ưu điểm của việc mua sắm qua mạng, đúng không? Ví dụ tiết kiệm thời gian này, mọi đồ đều có sẵn này, đúng không? Giá cả thì cạnh tranh này. Chúng ta có thể đưa ra một cái ý kiến của bản thân. Đó, ý kiến của bản thân, và có thể đưa ra cái ý theo cái hướng là cùng chiều. Ví dụ bây giờ chúng ta đưa ra thêm một cái ưu điểm nữa của việc mua sắm qua mạng, đúng không? Nếu chúng ta cảm thấy là những cái ý mình đưa ra nó đều nằm trong ba cái ý mà người ta cho sẵn rồi thì rất là khó. Đấy, cái cách thứ hai là các em có thể đi ngược lại. Ví dụ mình bảo là cá nhân tôi không thích mua sắm qua mạng, đúng không? Bởi vì nó không đáng tin cậy, hàng hóa ở đấy không đáng tin cậy chẳng hạn. Hoặc các em cũng có thể nói là tôi rất thích mua sắm online bởi vì nó rất là thuận tiện, đúng không? Tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc khác chẳng hạn. Nếu trong trường hợp mà các em không đưa ra được ý kiến của riêng mình ấy, thì các em có thể bám vào những cái ý người ta đã phân tích rồi. Ví dụ mình bảo là theo tôi thì online shopping nó khá là tốt, đúng không? Nó tiết kiệm thời gian này, hoặc có sẵn này, và gì nhỉ, giá cả cạnh tranh, nhắc lại như thế.
và có một cái phương án trong trường hợp mà không nghĩ ra được chữ nào, từ nào và cũng không không đưa ra được ý kiến ấy còn gì hết, thì chúng ta có thể học thuộc lòng một cái câu kiểu như là đây, cô giáo đánh máy luôn đó, nói như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ rằng, đưa ra ý kiến của mình đúng không, tôi nghĩ rằng I think that, tôi nghĩ rằng cái gì, cả ba ý kiến, all the three, cái đấy nó gọi là idea chứ nó không gọi là option nữa, cả ba cái ý kiến ấy, comprehensive có nghĩa là toàn diện rồi. Đó. I cannot think of any other idea. Đó. Cả ba cái ý kiến này đều rất là toàn diện rồi, tôi không nghĩ ra được cái phương án nào khác. Đấy là cái hướng thứ nhất. Đây là cái hướng thứ hai. Sao hôm nay buồn ngủ khủng khiếp đấy nhỉ? Hướng thứ hai là chúng ta đưa ra một cái ưu điểm của nó nào. Các bạn thử ngồi, các bạn nghĩ xem ngoài cái ưu điểm là tiết kiệm thời gian này, mua hàng có sẵn này, giá cả cạnh tranh này, thì còn có ưu điểm gì nữa? Giao hàng tận nơi cũng được. Tôi nghĩ rằng I think that's online shopping, mua sắm online thì mua sắm online ngoài cái việc tiết kiệm thời gian ấy, nó còn có money saving nữa đúng không? Money saving is hoặc là can save money, có thể tiết kiệm được tiền cho cái việc gì nhỉ, cho cái việc đi lại nữa, for traveling. Đấy, mua sắm qua mạng có thể tiết kiệm tiền cho cái việc đi lại đúng không? Chỗ này các em có thể dùng từ can help people. Đấy, online mua sắm qua mạng có thể giúp mọi người tiết kiệm được thời gian cho cái việc gì, đi lại. Đấy là cách thứ hai là đi cùng chiều. Cách thứ ba là đi ngược chiều. Ví dụ mình bảo là tôi không thích, I don't like, tôi không thích các cái, tôi không thích cái gì nhỉ? Cái online shopping đúng không? I don't like online shopping. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì nó cái sản phẩm đúng không, cái the products, sản phẩm nó are not đảm bảo chất lượng, nói tin cậy, là reliable. Chúng ta có từ reliable là đáng tin cậy. Not reliable. Cách thứ ba là chúng ta sẽ nói bất kỳ điều gì, nói bất kỳ điều gì, cách suy nghĩ của mình về cái online shopping. Đấy, ví dụ tôi nghĩ rằng online shopping ngày càng trở nên phổ biến chẳng hạn. I think that online shopping, tôi nghĩ rằng mua sắm qua mạng thì
Thì làm sao nhỉ? Rất là gì nhỉ? Phổ biến đúng không? Is very popular nowadays. Nowadays có nghĩa là ngày nay. Đấy, tôi nghĩ rằng online shopping đang rất là phổ biến ngày nay. Đấy, các bạn chỉ cần có một trong bốn câu này là ok rồi. Một trong bốn câu này là ok rồi. Là siêu lắm rồi ấy. Rồi, bây giờ chúng ta có ba câu hỏi phía dưới và chúng ta phải trả lời ba câu hỏi phía dưới. Đây này. Cô giáo cho các bạn khoảng thời gian để các bạn tìm ra câu trả lời cho ba câu này đâu. Cô cho em hỏi chút ạ. Hỏi đi. Alo ạ. Sao cô gửi cho ở trên nhóm là về phần PG để thì là chỉ có ít y tham saving. À. Cái phần số 3 này này nó có mấy mẫu chứ không phải là có một mẫu đấy đâu, nó có mấy mẫu cô giáo, những cái phần đấy thì cô giáo sẽ hướng dẫn sau, bởi vì những cái tài liệu đấy thì có nhiều bạn các bạn để xem rồi, học rồi. Cái bài này là hôm nay mới hoàn toàn đấy, để cho các bạn, những bạn nào mà đã học qua các cái tài liệu rồi thì hôm nay các bạn học có cái mới thì các bạn học. Quên, nếu mà mình trả lời như thế thì là vẫn đúng. Trả lời theo cái kiểu ít y à? Dạ vâng ạ. Trong trường hợp này thì cũng được. Dạ vâng. Firstly, it is, we should not forget that it is online shopping is time saving. It is time saving, it is always available. Or it is competitive, chẳng hạn. Competitive price, như thế cũng được. Dạ vâng. Cái đấy kiểu đấy, nói sao? Ok. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi bây giờ các em trả lời ba câu hỏi này cho cô giáo nó. Have you ever bought something online which, hiểu câu này không? Cái câu hỏi bắt đầu bằng have you ever có nghĩa là bạn đã khi nào mua hàng, bạn đã bao giờ mua cái gì online chưa, và which đó là cái gì. Ví dụ mình trả lời, chúng ta nhìn này, các cái câu hỏi, ba câu hỏi này ấy, là ba câu hỏi thực ra về thực chất ấy, nó là ba câu hỏi mở, nó là ba câu hỏi mà cái đội thi B2 với đội thi C1 ấy có đất để người ta diễn. Tuy nhiên đội thi B1 ấy, nói như vậy không có nghĩa là đội thi B1 không trả lời được, mà đội thi B1 trả lời được những câu này. Những câu này đều mang tính chất kiểu kỹ năng là chính. Ví dụ chúng ta nhìn này, câu hỏi đầu tiên, have you ever, đây là câu hỏi nghi vấn. Câu hỏi nghi vấn là câu hỏi nó không bắt đầu bằng từ hỏi là what, là where, là why, thì nó sẽ được quy ra là câu hỏi nghi vấn. Và để trả lời những câu hỏi nghi vấn này, chỉ đơn thuần là kem chuyển nó về câu khẳng định, chuyển you thành I. Đấy, và chúng ta sẽ có câu mới là I, từ have chuyển ra đằng sau chủ ngữ. I have ever bought something online. Đấy, tôi đã từng mua một thứ online, đó là, ví dụ đó là cuốn sách chẳng hạn, hoặc đó là đôi giày chẳng hạn, hoặc đó là cái váy chẳng hạn, không? Chuyển you thành I này, have chuyển ra đằng sau chủ ngữ này, I have ever bought gì nhỉ? Something online. Thực ra từ something ở đây, các em nên đổi thành a thing. A thing là một thứ. Còn nếu các em không nói được, không thay đổi thì cứ để something cũng được, something online. Đấy. Đó là cái gì đó. It is a book chẳng hạn. Đó là cuốn sách chẳng hạn. Đó. Câu hỏi
Tiếp theo, do you think that online shopping will be more popular in the future? Why and why not? Bạn có nghĩ là việc mua sắm qua mạng ấy nó sẽ gì nhỉ? Popular in the future có nghĩa là nó sẽ phổ biến trong tương lai hay không? Tại sao và tại sao không? Đấy, những câu nào bắt đầu bằng do you think, chúng ta chỉ cần đơn thuần chuyển thành I think. Còn cái gì đằng sau đọc lại? I think that online shopping will be more popular in the future. Tôi nghĩ rằng online shopping nó sẽ phổ biến trong tương lai bởi vì nó rất là thuận tiện. It is very convenient. Đấy. Bởi vì nó rất là thuận tiện và mọi người thì nhỉ? Và mọi người thì quá là bận rộn, đúng không? And people gì nhỉ? Quá là bận rộn, too busy. Are there any disadvantages of online shopping? Ý câu này nó đang hỏi cái gì? Disadvantages có nghĩa là cái bất lợi. Có bất lợi gì của việc mua sắm qua mạng không? Mua sắm qua mạng có bất lợi gì không? À, có cái nhược điểm gì không? Đó. Đây là câu hỏi nghi vấn. Câu hỏi nghi vấn, tất cả những câu hỏi nghi vấn các em đều có thể chuyển sang câu khẳng định. Ví dụ are there chỉ cần đơn thuần bây giờ chuyển thành there are. Từ any ở đây chuyển thành từ some, there are some. Còn cái gì đọc lại? Disadvantages of online shopping. Chỉ cần như thế thôi là đã có điểm rồi nhá. There are some disadvantages. There are some disadvantages of the online shopping. Có một vài cái bất lợi, một vài cái nhược điểm của việc mua sắm qua mạng. Xong. Nếu chúng ta có thể đưa nói ra cái nhược điểm cụ thể của nó là gì, ví dụ chúng ta bảo là mua sắm qua mạng là giá cả phải chăng rồi đúng không? Đấy. Có bất lợi gì? Mất tiền ship. Mất tiền ship đúng không? Thế thì mất tiền ship thì mình sẽ nói như nào? We must pay a ship money for shipper. Must pay for the shipment. Đấy. We must pay for the shipment. Có nghĩa là chúng ta phải thanh toán, phải chi trả cho cái việc ship đồ, ship hàng. We must pay for the shipment. Và gì nữa? Nhiều hàng giả. Hàng giả thì nói như thế nào? And good fake. Some goods. Các em có từ hàng hóa là good hoặc từ product. Product có nghĩa là sản phẩm đúng không? Ví dụ giả là gì nhỉ? Fake. Or a fake. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta nhìn vào cái sơ đồ đấy thì chúng ta nói. Nào. Các bạn nhìn vào cái sơ đồ và nói lại nào. À, các bạn được tập nói đi xem.
All right, I'm going to talk about the topic. Online shopping is a convenient way for people to buy things. Firstly, we should not forget that online shopping is time saving. Secondly, it is the fact that when we shop online, goods are always available. Nếu mà các em không nói được từ when we shop online, các em có thể nói là secondly, it is the fact that goods are always available. Finally, we cannot deny that the price is competitive. Rồi ý kiến của riêng mình, nếu không có ý kiến thì chúng ta có thể nói I think all the three ideas are comprehensive. I cannot think of any other idea. Ok, thế là xong. Right. Rồi bây giờ trả lời câu hỏi phía dưới. I have trước khi trả lời câu hỏi phía dưới thì chúng ta lưu ý này, chúng ta học thuộc lòng câu này này. I am going to answer the question. Right. I am going to answer the question. Trả lời câu này. Sau đấy chúng ta mới đi chuẩn bị. Sau đấy chúng ta mới đi trả lời từng ý một. Được chưa? I'm going to answer the question. I have ever bought something online. Is it a book? I think that online shopping will be more popular in the future because it is very convenient. There are some disadvantages of online shopping. We must pay for the shipment and some goods are fake. Xong, ok. Cô ơi, cho em hỏi một chút được không ạ? Khi mà mình chuẩn bị bài nói thì mình có được sử dụng giấy nháp để mình viết ra để mình nói, và khi mà mình nói trực tiếp trước người chấm thi thì mình có được cầm giấy hay là gì không hả cô? Bài nói thi trên máy tính là chúng ta sẽ nói tất cả 4 kỹ năng. Cả 4 kỹ năng nhé. Cả 4 kỹ năng là chúng ta sẽ thi trên máy tính hoàn toàn. Cả 4 kỹ năng chúng ta sẽ thi trên máy tính hoàn toàn. Được chưa? Các bạn vừa hỏi cái gì nhé? Em hỏi là có được chuẩn bị ra giấy không? 4 kỹ năng thi trên máy tính nhé. Và đầu giờ bao giờ giám thị người ta cũng sẽ phát cho mình một cái tờ giấy nháp. Và cái tờ giấy nháp với một cái bút. Tờ giấy nháp với cái bút này sẽ nháp cho cả 4 kỹ năng. Đấy, và khi chúng ta thi nói, khi chúng ta thi nói thì người ta sẽ chúng ta có tờ giấy nháp và chúng ta sẽ được chuẩn bị, mỗi phần này được chuẩn bị 1 phút. Trong khoảng thời gian 1 phút đấy thì các bạn ghi ra cái tờ giấy nháp. Đó, và khi chúng ta nháp ra đấy, chúng ta có thể nhìn vào tờ giấy nháp để chúng ta trả lời. Cái khung, cái sườn của bài nói thì chúng ta sẽ phải học thuộc lòng, được chưa? Vâng ạ. Và chúng ta lưu ý này, cái phần số 2 này, phần số 2 này chúng ta có 4 phút, trong đó có 1 phút chuẩn bị và 2 phút nói. Các bạn cứ chuẩn bị cho cô giáo tầm khoảng 2 phút. Chuẩn bị 2 phút và 2 phút nói. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn không nói được đến 3 phút đâu. Mình phải nói thật đấy. Các bạn không nói được đến 3 phút. Nếu các bạn chỉ nói được 1 phút thôi, chuẩn bị 1 phút này, xong nói được 1 phút này, như vậy là tổng chỉ có 2 phút thôi. Như vậy các bạn thừa tới 2 phút. Và cái thời gian thừa đằng sau ấy, nó chả giải quyết cái vấn đề gì cả. Bởi vì các bạn cũng không tận dụng nó để cho vào phần số 3 đâu, phần nói số 3 đâu. Mà phải hết thời gian thì nó mới cho chuyện sang phần số 3, riêng cái phần nói này. Đó, thì chúng ta cứ chuẩn bị 2 phút đi. Sau 2 phút chúng ta mới nói, để cho cái bài chuẩn bị của chúng ta nó ok hơn. Và tương tự ở phần số 3 này này, người ta cho chúng ta 5 phút. Trong 5 phút này ấy, thì sẽ có 1 phút chuẩn bị và 3 phút nói. Thì các bạn cứ chuẩn bị cho cô giáo 2 phút chuẩn bị đi. Đó, và 3 phút sau cùng để nói, để trả lời câu hỏi.
Và vì cái bài nói thi trên máy tính vẫn là người chấm, vẫn là người chấm, thế nên là các bạn không lo là ừ bây giờ mình gì nhỉ, mình nói như thế liệu không biết cô không biết là cái máy nó có chấm được bài của mình không, nó có phát âm được không. Không phải đâu, máy nó không chấm được bài tự luận đâu, nó chỉ chấm được cái bài trắc nghiệm thôi. Thời gian còn lại cô giáo sẽ show cho mọi người cái gì nhỉ, show cho mọi người cái bài thi, cái giao diện của cái bài thi trên máy tính nó như thế nào. Cô ấy nói trên máy là mình nói xong phần nào thì là dừng phần đấy rồi bắt đầu mới tiếp tục nói hả cô? Ừ. Các cái ba phần nói này nó độc lập hoàn toàn. Bao giờ mình nói thì mình mới ghi âm đấy đúng không cô? Ừ. Bao giờ mình nói thì cái máy tính lúc đấy nó tự động nó bật cái hệ thống ghi âm rồi. Thì mình chỉ việc nói thôi. Mình không cần phải làm gì đâu. Ôi, tức là ví dụ như cái part 1 ấy, mình nói 3 phút mà chưa hết thì cũng không để lấn được thời gian là part 2 được đúng không cô? Đúng rồi. À vâng, cảm ơn cô. Không tận dụng được sang cái không tận dụng được sang cái phần sau đâu. Đây này. Mình sẽ show cho mọi người luôn cái bài thi trên máy tính, cái giao diện nó nhìn nó như thế nào để mọi người có thể hình dung ra trước cái toàn cảnh cái bài thi trên máy tính. Đó, khi vào đầu giờ ấy, thì bao giờ giám thị người ta cũng sẽ phát cho mình một cái tờ giấy nháp. Và trên cái tờ giấy nháp đấy nó có in cái thông tin này này. Tên này, đấy, tên đăng nhập này, mật khẩu này. Để làm gì? Cái chỗ tên nhận đăng nhập này chúng ta sẽ đăng nhập vào cái đây, màn hình trên máy tính nó sẽ để ban đầu nó sẽ để màn hình như thế này, có cái chỗ ô nhập tài khoản này và nhập mật khẩu này. Sau khi giám thị người ta phát cho mình cái tờ giấy nháp có cái thông tin này thì chúng ta lấy cái thông tin tờ giấy nháp ấy, chúng ta điền nó vào đây và chúng ta sẽ đăng nhập vào cái bài thi của mình. Nhưng mà lúc đấy cũng chưa có tính giờ đâu, lúc vào một cái là chúng ta sẽ phải kiểm tra thông tin cá nhân này, xem thông tin này nó đã đúng chưa này. Rồi là chúng ta còn cái tiết mục là chụp ảnh live đúng không? Và chúng ta kiểm tra tai nghe, kiểm tra mic các thứ xong, sau đấy chúng ta mới bắt đầu làm bài. Tại sao lại có cái việc mà chụp ảnh ở đây? Cái này nó cũng khá là quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho người ta có thể phân biệt được bài thực sự. Ví dụ nếu như có xảy ra tranh chấp hoặc là kiện tụng gì đó, người ta muốn lục lại bài của các bạn đấy để người ta xem bài này có vấn đề gì không đấy, thì người ta lúc đấy người ta sẽ biết được là mình thi thật hay là thi giả. Bởi vì có một số bạn là nhờ người khác vào thi hộ ấy đấy, thì nếu như mà sau này có kiện tụng gì thì người ta lục lại cái bài thi, người ta sẽ vẫn biết là bài thi ấy có gian lận hay không đấy. Đấy, kiểm tra nghe, kiểm tra mic, nó hướng dẫn đấy, các cái như thế này. Sau khi kem chụp xong, kem ấn vào cái chữ nhận đề này thì bắt đầu tính thời gian, nó sẽ tính thời gian. Như này, bài thứ nhất là bài nghe này. Bài nghe thì cái giao diện nó sẽ để như thế này. Đấy, đây là thời gian 45 phút tổng. Đây là hướng dẫn, đây là cái thanh chạy file nghe ấy. Và ở dưới này là các câu hỏi. Chúng ta đọc xong câu hỏi thì xong chúng ta mới ấn vào cái nút play này. Mình chọn cái đáp án nào thì chúng ta đánh mũi tên, chúng ta kích vào cái ô tròn ở đằng trước ấy. Đấy là kỹ năng nghe nhé. Kỹ năng đọc hiểu này. Kỹ năng đọc hiểu người ta sẽ cho mình trong khoảng thời gian 60 phút và người ta sẽ để như thế này. 2/3 màn hình bên tay trái là đoạn đọc và 1/3 màn hình bên tay phải là câu hỏi. Chúng ta cứ đọc xong câu hỏi bên này xong chúng ta liếc sang bên này để chúng ta tìm câu trả lời. Bài viết trên máy tính thì nó sẽ như thế nào? Bài viết trên máy tính ấy, ở trên này là đề, ở dưới đề đấy nó sẽ có cái cửa sổ Winword, tức là cửa sổ để chúng ta đánh máy vào ấy. Thì khi chúng ta đánh máy thì nó giống như chúng ta soạn thảo văn bản ấy, chúng ta có thể quay lại chúng ta chỉnh sửa, nó rất là dễ. Đây là cái lợi thế của đội thi trên máy so với đội thi trên giấy. Đội thi trên giấy là
Nếu mà có muốn thay đổi, chỉnh sửa, thêm thắt, nó rất là khó. Bài nói nó sẽ hiện như thế nào? Đây, ở trên này sẽ là 12 phút, thời gian 12 phút, thấy chưa? Đây, nó có cái thanh như đây này. Đây, 6 câu hỏi đây. 6 câu hỏi đây. Và dưới chân màn hình máy tính ấy, nó sẽ để 4 kỹ năng nghe, đọc, viết, nói. Đấy, ví dụ nghe nó có 3 phần. 3 phần này, giao diện của nó độc lập với nhau. Ví dụ đây là phần số 1. Đấy. Xong phần số 1 chuyển sang phần số 2 thì chúng ta ấn vào cái part 2 này. Và nhớ trước khi ấn xong part 2 thì mình phải nhớ là mình lưu bài của mình. Nếu không là các bạn sẽ bị mất bài đó. Khi chúng ta nói thì trên màn hình nó sẽ có nhấp nhô xuất hiện cái biểu tượng này để chúng ta biết là chúng ta đang nói to hay nói bé.